Giờ khôi thuận cái dàn sới màu đen của Thái Lan mà, dàn sới cha chan của Thái Lan nè. À, hai tay cầm dài sọc luôn. Bỏ xuống luôn. Bỏ tay cầm xuống luôn. Đang đi, bỏ đang đi. Mẫu mới nha con. Đi Việt Nam nha, cha chan Thái Lan nha. À, hai vàng. Đó, gắt máy nè, đã không? Đó, tay số rồi con. Tay số dài 1m2 luôn nè. Số ghê không? Ốp lưng đó nè, đẹp không con? Ốp trên nè, đẹp ghê không? Đó, nó vậy đó. Đã không? À, hai về hai bên nè. À. Hai về hai bên nè. Đó, à, hai về hai bên đẹp không? Nguyên bộ luôn. Lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam nha, mới dùng thùng rồi con, hồi đập thùng rồi con nha. Cái này gọi là đập thùng nè. Đó, hai ốp hai bên đẹp ghê không? Đúng mẫu của Thái Lan luôn con, nó đẹp không? Nó còn bao bọc đồng hoàng ha. Mới trong thùng nha bà con. Đó, đẹp không? Hai ốp hai bên. Đó, đẹp không? À, gắt máy dài ha. Mẫu là NC131+. Đó. Nguyên bộ đó đó. Giờ đập thùng hộp số nha. Sao em mới để đây nè. Hộp số trong thùng rồi con, mới trong thùng luôn nha. Thấy không? Bảo là mẫu cha chan của Thái Lan nè. Rất là đó. À. À. Đập thùng nó chát bà con ơi. Quá mới luôn. Tôi thắng rồi, đồ đầy đủ rồi. Quá nhiều đồ món luôn. Đây là cái đồ kéo gờ mọt nè, cái kéo cài rồi nè đây. Ồ, dàn chế model Thái Lan nè. Đây, đây bát cài hay gọi là đồ kéo cài rồi con. Đây. Đó, đồ kéo cài. Đây có gì lấy được không? Đây cái tôm hay ở kẹp nè. Hai kẹp. Quá đã luôn, đập thùng luôn nha. Cái đút tay này. Đây tay cầm của nó đây. Ghê không? Ủa, ghê không con? Đây đó đồ kéo máy rồi mọt trước nè, nó bị lúng lại hay nè. Đó. Đây. Đây là cái vô số, cái càng lừa vô số. Đến đây. Đây là cái chân chổi máy để thay bánh lòng rồi nè. Quá trời phụ tùng luôn, đập thùng nguyên con luôn. Đây là hai cái chốt xỏ vô kéo rồi một. Đây là nhặt minh tinh nguyên thùng rồi con. Rồi hộp số cũng sao. Đây, đầy đủ phụ tùng. Mới trong thùng. Không làm, tự lên luôn. Mới chát rồi con. Ê, cắt dây chì. Dây chì. Dây chì, dây chì. Mới chát rồi con. Mẫu này đầu tiên có mặt ở Việt Nam nha. Đó, nói ra phụ tùng linh kiện nguyên thùng khui đẹp ha. Thằng sới là con gì nè, chục là vô tư luôn, dài quá, dài luôn, quá đã. Hồi gấp nguyên bổi bà con coi nha, quá đẹp. Giờ xài thằng sới này không à, dài rồi, có dài rồi tới cái xe đó. Vô góc góc ruộng không, nước ngoài nó xài dài không à, nó không có cắn như mình xài sướng. Không phải là mình muốn vô góc chỗ ta. Ờ à. Rồi góc ruộng con ta không có hết, ta chửi chết vậy á. Không có tủ nhà.